Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Chính vì vậy, công tác ôn tập cũng được các nhà trường và học sinh lớp 12 tiến hành khẩn trương hơn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Với mục tiêu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông nên ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông Yên Khánh A đã xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập bám sát theo hướng dẫn của Bộ cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở phân luồng học sinh theo nguyện vọng bài thi tổ hợp và khối thi đại học, các thầy cô giáo đã tập trung bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho học sinh theo hai hướng cơ bản và nâng cao để giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. Chúng tôi đã tăng cường khảo sát đánh giá các chất lượng học sinh, giáo viên các cái bộ môn là phải bám sát vào năng lực của học sinh để từ đó là xây dựng cái kế hoạch sát thực với học sinh, bám sát vào đề thi tham khảo và cái cấu trúc đề thi hàng năm thì chúng tôi đã xây dựng đến từng bộ môn và yêu cầu là các nhóm phải thống nhất trong môn và để chỉ đạo dạy đối với từng đối tượng lớp cụ thể. Còn tại trường Trung học phổ thông Bình Minh, bên cạnh hướng dẫn, tư vấn cho học sinh chọn bài thi tổ hợp phù hợp với năng lực sở trường, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập, giảng dạy cụ thể theo nhận thức của học sinh để giúp các em có thể tiếp thu và lĩnh hội kiến thức ngay trên lớp. Đặc biệt, các thầy cô chủ nhiệm cũng như bộ môn đã tăng cường trao đổi để tìm ra những lỗ hổng kiến thức các em còn thiếu, từ đó điều chỉnh nội dung học, ôn tập phù hợp. Trên cương vị là người giáo viên ôn thi thì bản thân mình đầu tiên cũng phải chủ động, bản thân mình phải vững tin, thì học trò mình có thể vững tin được. Vậy thì dựa trên cái đề mẫu của bộ cũng như là cái phương thức thi của những năm gần đây thì mình có thể đưa ra những cái hệ thống kiến thức cho nó phù hợp. Mình phải chuẩn bị cho học sinh cái kiến thức nền móng. Khi học sinh vững thì từ đó các câu hỏi khi xây dựng trên dạng trắc nghiệm thì có thay đổi đi thì học sinh vẫn áp dụng được. Cùng với việc dạy theo kế hoạch năm học, các trường trung học phổ thông đã triển khai ôn thi theo hình thức cuốn chiếu cho học sinh làm quen với các dạng đề thi trắc nghiệm, phân tích ma trận cũng như cấu trúc của đề thi, bám sát đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo ôn đến đâu chắc đến đó, đi đôi với tổ chức kiểm tra thi thử để đánh giá kết quả học tập, bổ sung kịp thời kiến thức còn thiếu, đặc biệt là đối với học sinh chưa đạt. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc định hướng, giám sát, động viên tinh thần tự học cho các em. Đến lớp thì bọn em sẽ chú ý đặc biệt đến những gì mà thầy cô giảng dạy cho chúng em. Còn khi về nhà thì sẽ ôn lại những kiến thức đó. Bên cạnh đó thì sẽ luyện tập thêm những bài tập khác để có thể nắm được kiến thức vững hơn. Thứ nhất là xây dựng cái kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn một. Cái việc kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Và một cái nữa là trong cái quá trình khi mà xây dựng cái kế hoạch như vậy, thì cái việc mà tổ chức thi thử là một cái điều mà rất là cần thiết để cho các em có thể kiểm tra được cái năng lực kiến thức của mình đáp ứng đến đâu, phần nào còn thiếu. Và vì vậy thì trong cái đợt ôn thi tốt nghiệp, thông thường là nhà trường sẽ tổ chức thi thử từ 2 đến 3 lần. Và như vậy thì các em sẽ có đủ các cái thời gian để mà kiểm soát lại cái lượng kiến thức của các cái bộ môn mà mình ôn thi. Và như vậy thì nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu liên quan đến cái chất lượng kiến thức. Với tinh thần giảng dạy, học tập khẩn trương nghiêm túc, tin rằng Ninh Bình sẽ tiếp tục giữ vững kết quả và thành tích đã đạt được tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nằm trong top đầu cả nước về điểm số và thứ hạng.